Cách để vệ sinh bàn phím mát. Các nhà vi trùng học đã làm thử nghiệm và tìm thấy trên bàn phím có chứa nhiều vi khuẩn hơn cả trong bồn cầu. Vì vậy, việc thường xuyên làm sạch và khử trùng bàn phím là thực sự rất cần thiết. Nếu như bạn đang sở hữu bàn phím mát, hãy thận trọng khi vệ sinh bàn phím để tránh làm hỏng mốc. Bạn có thể làm sạch và diệt khuẩn cho bàn phím mát bằng cách tắt thiết bị, sử dụng những miếng vải được làm từ sợi microfiber và khăn lau khử trùng, thao tác nhẹ nhàng và tránh chất lỏng rơi vào bên trong các khe hở, loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn. 1. Tắt máy tính xách tay, laptop. Nếu như bàn phím gắn liền với laptop, hãy tắt nguồn máy tính trước khi bắt đầu vệ sinh. Điều này sẽ giúp ngăn những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm sạch. 2. Ngắt những kết nối bàn phím với nguồn điện. Nếu như bàn phím gắn liền với laptop, hãy rút vết cắm điện ra khỏi laptop. Ngoài ra, hãy ngắt kết nối bàn phím với máy tính xách tay hoặc máy tính bảng. 3. Lắc nhẹ cho bụi bẩn và những mảnh vụn rơi vào thùng rác hoặc bồn rửa. Đầu tiên, hãy mang bàn phím đến thùng rác và lật úp xuống, lắc nhẹ và đung đưa sang hai bên để có thể đánh bay mọi bụi bẩn hoặc những mảng bám lỏng lẻo. Dùng tay để vỗ nhẹ hoặc loại bỏ những vật thể khác kẹt trong khe bàn phím. 4. Xịt ký nén vào bàn phím MacBook đời đầu vào năm 2015 trở về sau. Đầu tiên, nghiêng bàn phím một góc 75 độ, nghĩa là nó sẽ không hoàn toàn thẳng đứng. Sau đó, hãy xịt một ít khí nén lên bề mặt bàn phím từ trái sang phải, giữ ống dẫn của bình xịt cách bàn phím khoảng 1,3 cm. Sau khi xịt toàn bộ bàn phím, xoay máy lại sang góc 90 độ và xịt vào tất cả những phím lần nữa theo trình tự từ trái sang phải. Lặp lại điều này cho đến khi mọi góc cạnh trên bàn phím đều đã được xịt. Apple không khuyến khích sử dụng khí nén cho bàn phím vì các mảnh vụn có thể bị đẩy vào sâu bên trong của bàn phím. Bước này chỉ dành riêng cho máy tính xách tay MacBook đời đầu năm 2015 trở về sau. Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính Jeremy Motion, ý kiến của một chuyên gia, đầu tiên bạn cần loại bỏ bụi bẩn lớn khỏi bàn phím. Để thực hiện, hãy lấy một bình khí nén và phun dọc theo cạnh của bàn phím, xịt các hàng phím theo chiều từ trên xuống và ngược lại. Đầu tiên theo chiều dọc, sau đó hãy đổi chiều. Cách này sẽ giúp cho bạn loại bỏ được rất nhiều những mảnh vụn và rác rưởi thường ngày trong đó. 5. Lau bề mặt bàn phím bằng một miếng vải ẩm mềm không có xơ vải. Làm ẩm mảnh vải, sau đó hãy vắt kỹ trước khi lau cho bàn phím. Chùi nhẹ miếng vải trên bề mặt các phím để có thể loại bỏ bụi bẩn, đảm bảo không để cho nước nhỏ vào bàn phím trong quá trình vệ sinh. Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính Jeremy Bursher, ý kiến của chuyên gia, thử dùng cồn để thấm ẩm miếng vải sau khi sử dụng khí nén để có thể xịt bàn phím. Hãy lau bàn phím bằng khăn giấy hoặc một miếng vải được làm từ sợi microfiber được thấm ẩm một ít cồn 91%. Cồn sẽ không làm hỏng những thiết bị linh kiện từ bên dưới mỗi phím. 6. Loại bỏ vết bẩn bằng tăm bông ẩm hoặc một miếng vải ẩm không có xơ. Đối với những vết bẩn trên những phím hoặc bàn phím, hãy dùng chút lực chà sát chúng. Thấm ẩm vừa phải tăm bông hoặc vải, sau đó hãy chùi lên vết bẩn. Bạn có thể chà nhẹ theo những chuyển động tròn cho đến khi vết bẩn biến mất. Nếu như bàn phím có màu trắng, hãy bỏ chút thời gian để có thể chà thêm vào những vùng màu nâu sẫm thường thấy ở phím cách và những vị trí mà bạn hay chạm tay vào. Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính Jeremy Mercer, ý kiến của một chuyên gia, thử xịt cồn lên một cây tăm bông, sau đó hãy dùng tăm bông tẩm cồn để làm sạch các viền kim loại bao quanh bàn phím. 7. Lau khô bàn phím bằng vải khô, sạch, mềm, không có xơ. Cân nhắc sử dụng vải được làm từ sợi microfiber cho bước này, lau qua bàn phím để thấm hết độ ẩm hoặc bụi bẩn còn sót lại. Khử trùng bàn phím. 1. Tắt nguồn laptop và ngắt những kết nối bàn phím với nguồn điện. Khi khử trùng, đảm bảo máy tính xách tay đã được tắt nguồn và kết nối với một nguồn điện. Nếu như bàn phím tách biệt với máy tính, hãy đảm bảo rằng bàn phím đã được ngắt kết nối với nguồn điện. 2. Mua một gói khăn giấy lau khử trùng. Bạn có thể tham khảo khăn lau Clorox hoặc Lysol. Khăn lau cần có một loại không chứa chất tẩy, vì vậy bạn nên kiểm tra nhãn hiệu trước khi mua hàng. Chất tẩy có thể làm hỏng bàn phím của bạn. 3. Vắt khăn lau vào bồn rửa để có thể loại bỏ độ ẩm dư thừa. Đôi khi, bạn sẽ phải lấy phải một chiếc khăn lau khử trùng ướt nhẹp. Hãy đảm bảo vắt thật kỹ và chỉ nên dùng khăn hơi ẩm một tí trước khi lau lên bàn phím. 4. Chùi nhẹ bàn phím bằng khăn lau khử trùng. Dùng một ngón tay để giữ khăn lau, dùng tay quấn khăn quanh đó, chùi nhẹ từng phím vào quanh khu vực giữa các phím. Cẩn trọng không ấn quá mạnh hoặc di chuyển ngón tay quá nhanh để có thể tránh làm hỏng những phím. 5. Làm khô bàn phím. Đây là các bước quan trọng dễ bị bỏ qua. Hãy đảm bảo sử dụng một miếng vải sạch, mềm, không có xơ để có thể hút ẩm bàn phím sau khi đã khử trùng. Ngoài ra, đảm bảo không để cho khăn lau trên bàn phím quá lâu. Sau khi lau qua từng phím, hãy cất khăn lau và nhẹ nhàng lau khô bàn phím. 6. Đợi từ 5 đến 10 phút trước khi khởi động lại bàn phím hoặc laptop. Đợi cho bàn phím khô hoàn toàn. Khi bàn phím đã khô hoàn toàn, bạn có thể bật lại bàn phím và tận hưởng sự sạch sẽ tinh tươm. Lời khuyên:
Ăn uống tại bàn làm việc có thể khiến cho những mẫu vụn thức ăn rơi vào bên trong bàn phím, làm gia tăng vi lượng vi khuẩn tích tụ trên bàn phím khi thức ăn bị phân hủy. Tránh ăn tại bàn làm việc sẽ giữ cho bàn phím sạch hơn. Làm sạch bàn phím và chuột mỗi tuần một lần, nhất là đối với những bàn phím được nhiều người sử dụng hoặc trong khu vực văn phòng đông người. Cảnh báo, đừng bao giờ chà bên trong của các cổng kết nối trong máy tính. Tránh để nước nhỏ vào bên trong máy tính hoặc bàn phím, đảm bảo các chất tẩy rửa được vắt kỹ bên ngoài và sẽ không bị nhỏ vào bên trong những khe hở và khe trống của bàn phím. Không sử dụng khăn khô hoặc những vải sơ cứng khi làm vệ sinh. Những thứ bạn cần, vải mềm không có sơ, tốt nhất là vải được làm từ sợi microfiber, khí nén, nước, khăn lau khử trùng, tăm bông.